Xin chào tất cả mọi người, mình là Toàn. Chào mừng các bạn đến với kênh Toàn Amigo nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái lô guitar bass, guitar bass cho anh em tập luyện ha. Những cái mẫu mình mới về gần đây thôi. Đây, trên tay mình là một cái bass nhưng mà bị cạo tem này ha, no name. Đây, chủ trước để có sơn phết gì làm vậy theo custom, theo dạng như là của sở thích ha. Bỏ đi mặt sau đây ghi chữ như vậy. Cần hay phím đâu còn rất là ok nha nè. Thì mình sẽ set up rồi mọi cái chỉnh chu hết. Giá của cây này mình bán là 1,5 triệu nha nè. Còn anh em lấy bao thì thêm mình 100 ngàn, lấy thêm một dắt dây 3 mét thì thêm 100 ngàn. Còn anh em lấy cây đàn không này thì giá của nó là 1,5 triệu nha. Bao mình bán đó là bao 3 lớp dây đàng hoàng nha. Thì nếu mà anh em chọn hình thức ship code á, thì là phí ship anh em chịu. Còn nếu anh em chọn hình thức là chuyển khoản thì mình sẽ free ship luôn trên toàn quốc ha. Ví dụ bạn ở Hà Nội bạn mua cây này và chuyển cho mình 1,5 triệu thì mình sẽ free ship tới nơi. Còn nếu mà anh em chọn hình thức nhận hàng thanh toán thì sẽ mình sẽ chuyển ra tới nơi anh em nhận hàng thanh toán 1,5 triệu cộng lên tiền ship. Thì từ đây ra Hà Nội ship một cây đàn này tầm khoảng cỡ 100 ngàn. Cây này mình đánh dấu là cây số 1 nha anh em. Cây số 1 giá bán là 1,5 triệu. Cái này mình đánh dấu phía sau thôi, thì sau này mình chùi cái là ra ha. Cây số 1 giá bán 1,5. Cây này anh em tập luyện rất là ok nha. Mình trước khi ấy mình sẽ set up một cái chỉnh chu hết, anh em về chơi thôi. Tiếp theo đây đó là cây Legend. Đây anh em coi ha, Legend màu trắng dáng Zabat. Đây màu trắng thì cũng có những cái vết này đàn qua sử dụng nhưng mà không tránh khỏi những cái vết này ha. Thì nhưng mà nó không ảnh hưởng tới chất sao gì cả. Cây này mặt cần rất là đẹp nè. Giá bán của cây Zabat này là 1,6 triệu nha em, 1,6 triệu cho cây số 2. 1,6 triệu cây số 2, 1,6. Anh em quan tâm những cây này về tập luyện thì rất là ok ha. Mình sẽ set up chỉnh chu hết về và chơi thôi, đảm bảo mọi cái biến trở, pick up hay gì đó, action, mọi cái chỉnh đầy đủ hết. 1,6 triệu cho cây số 2 nha anh em chốt thì alo mình sẽ có để số điện thoại ở phía bên dưới clip nha ha. Tiếp theo đây màu sơn bớt, vậy lại là một cây Zabat nữa anh em ha, cây rất là đẹp nè. Đây màu sơn bớt anh em thấy ha. Đây Mavic Easy Busy. Đây màu xanh bớt, phía sau nó sẽ có một cái vết lõm ở đây ha, vết chạy. Nói chung là xét tình trạng thì còn cây còn đẹp khoảng 90% nha, còn rất là đẹp. Tím fresh đó, anh em có thể coi đây à, còn rất đẹp. Cây này, cây Zabat này mình sẽ bán với giá là 1,8 triệu nha nè. 1,8 triệu cho cây Mavic Easy Busy, cây số 3, mã là số 3 nha, 1,8. Thì anh em mua hàng thì chỉ cần là mình đã nói rồi đó, anh em liên hệ mình qua Facebook hay Zalo số điện thoại của mình và giá 1,8 triệu anh em chuyển khoản mình free ship nha. Rồi ok, 1,8 triệu cây này. Rồi tiếp theo đây một dáng theo kinh bớt vậy, dáng hơi lạ ha. Nhìn thí dụ dáng này anh em chơi rock đồ này kia rất ok luôn. Cây 24 phím ha, cây 24 phím. Đây mặt sau thì anh em thấy cái nước sơn thì nó có hơi trầy một xíu ha. Những dòng của cái cây cây này là dòng của thằng Nhật Bản nha anh em. Đây cây rất ok, gòn hạt que ha, khóa với lại ngựa vàng hết. Đây được, còn ok, phím fresh cũng còn rất là ok ha. Và cây này giá của mình bán nó là 2,2 triệu cho cây số 4 nha anh em.
nghe là tập luyện nó rất là ok luôn, anh em đi bảo số những cái này cũng rất là ấy, dáng nhìn rất là đấu ha. Ok, đây là cây số 4 ha, giá là 2.200.000, đây cây chất lượng ha nè. Rồi tiếp theo mình lên một cây đây, anh em có thể thấy đây là cây Mac Ace, cây này là Mac Incura nha nè, Mac Incura, những dòng này thì tập luyện rất là ok luôn ha, màu đen đây. Màu đen nha nè ha, cây rất là đẹp. Cây này thì tập luyện phím fresh rồi còn nhiều cui luôn. Rồi cây này là cây số 5, mình xin bán với giá cây này là 2 triệu thôi nha nè. Cây số 5 giá là 2 triệu, cây số 5. Rồi anh em chơi tập luyện những cây này mới tìm hiểu về chơi bass hoặc là em đi show những nhỏ đâu hay bất kỳ gì đấy thì chơi những cây này cũng rất là vô tư rồi. Tiếp theo đó là cây Precision Bass Shelder nè, Precision Bass Shelder màu đen ha, đây nè em thấy màu đen Shelder. Hai cây này anh em sinh viên đồ hay gì tập luyện những cây này thì quá good luôn, rất vô tư, setup cho anh em mọi cái ok hết. Giá cây số 6 này mình xin bán với giá là 1.5 triệu anh em. Hãy cho anh em chơi cây Precision Bass này chỉ 1.5 triệu thôi. Đây, 1.5 triệu đã có được cây Precision Bass. Rồi tiếp theo vẫn là cây Mac Ace này luôn, vẫn là giống như cây hồi nãy ha, nó là hàng Made in Korea hết nha anh em. Đây cây cũng màu đen, cũng có trầy xước này kia ha, mình cũng đồng giá với lại cây kia luôn nha. Đây đồng giá với lại cây kia nó là 2 triệu ha, 2 triệu đồng cây số 7, 2 triệu. Đây anh em về chơi những cây này rất là good luôn, nó là SLB 360 ha, cái mã của nó đây, cây số 7. Tiếp theo là một cây Precision Bass, cũng là Busker ha, màu đen. Đây, em thấy cây màu đen ha. Sao cũng có trầy xước một chút mà không ảnh hưởng gì cả. Những cây này anh em tập luyện rất là vô tư. Cây này cây số 8 ha, cây số 8 mình bán với giá là 1.5 triệu, 1,5 triệu cho cây số 8 dáng Precision Busker ha. Anh em tập luyện chơi những cây này rất vô tư, anh em quan tâm thì liên hệ mình nha. Cây số 8 đây. Rồi tiếp theo một cây Smart Alice giống như cây hồi nãy nè, nhưng mà cái màu này là màu rất hiếm, màu trắng sữa ha, và cây còn tình trạng là rất là đẹp ha. Anh em coi ha, đây màu sau ha, đây đẹp hơn cây màu, những cây màu đen kia nhiều, và cái màu cũng rất là ok. Đây, này nam nữ đều chơi được ha, mấy cây này là Made in Korea hết anh em ha. Cái cây này là được cái là phía sau này anh em thấy nè, cái cần này là nó là liền luôn nè, không có theo dạng cần ghép nối ở vị trí ngay chỗ mắt này ha. Đó, cây này là liền luôn. Đó, rất ok. Rồi cây này cây số 9 mình xin bán với giá là 2.200.000 anh em. Cây số 9 giá là 2.200.000 cho cây số 9 Made in Korea ở với cây này nha anh em. Rồi rồi tiếp theo nó là một em Fernandez. Đây Fernandez ha, rất là đẹp, cây màu đen. Đây dòng Fernandez này là thương hiệu của Sibang anh em ha, nhưng mà gia công thì nó có gia công nhiều nơi. Nó có của Sibang, có của Taiwan cũng có ha. Cây này đang là Made in Taiwan anh em ha. Đây
Make in Taiwan ha. Đấy. Cây 24 phím ha, phím fresh nè, anh em coi fresh còn rất là đẹp. Ha. Đấy. Cây này mình bán với giá là cây số 10. Cây số 10 mình xin bán với giá nó là 2.200.000 anh em. Những cây này là anh em chơi mà đi xô chậu đám cưới rồi hay gì đó, quýnh cây này cũng rất là vô tư, là sao nó da cũng rất là dày và lực. Ha. 24 phím. Đó. Mặt phím còn rất là đẹp ha. Đây này. Tiếp theo mình lên một em Precision Bass luôn. Nó là Mavic ha, custom made by ECBC. Này, cầm cái cây này nó khác hẳn so với những cái cây đại Precision Bass Shelter là Busker kia nè. Cái body cây này nó hoàn chỉnh luôn á, và cái tay phím này phía sau cũng rất là ợp ha. Này, cái dọc này là giống như là một dọc của Mavic, nhưng mà anh em nhìn thấy phía trên nó sẽ ghi là thường những hàng custom made hả gì á thì nó sẽ gọi là cái chất lượng của nó cao hơn so với mấy hàng kia một chút. Ha, cái cây màu xanh bớt rất là đẹp ha. Đây. Này, phía sau cũng có trầy xước nhưng mà nó không đáng kể nè. Nè, cái này là cái chuẩn của người ta để lúc người ta pass qua nè ha. Còn dán ở đây luôn. Nói chung cây này rất là ok ha, cần liền phía trên này luôn. Anh thấy cái tiêu chỉnh cần là nằm ở phía dưới này ha. Đây, đây là không có, bởi vì cái cây body của nó rất là nặng ha. Cây này em chơi rất vô tư luôn. Cây số 11. Cây này mình xin bán với giá là 1.700.000 cho cây 11. 1.700.000 cho cây 11. Precision Bass. Rất là ok ha. Em chơi nhìn cái màu này, cái bit cup cũng rất là vintage luôn. Nhưng mà cây Mavic ECBC này em chơi cây này là tuyệt vời. Đây. Rồi, tiếp theo mình xin lên một dáng nữa là Precision Bass luôn. Nó là cái hiệu này nó khá là lạ, nó là Pro Logo vậy nè, cũng là hàng custom made luôn nè ha, anh em coi ha. Pro Logo nè ha. Đây cũng là màu sunburst luôn, biết hoa màu này kết hợp với sunburst, nhìn cái cây này nó rất là đẹp ha. Cây này tình trạng còn trên 90 á. À, phía sau anh em có thể thấy ha, cây còn rất đẹp. Đây. Đây này cây 12 mình xin bán với giá là 1.6 triệu cho cây Precision Bass này ha. 1.600.000 anh em, 1.600.000 cho cây này. Anh em tập luyện chơi những cây này rất là vô tư luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên đây một cây này dáng xa bát ha. Cây này là made in Japan nhưng mà cái body này là đã có sơn lại cái body nha anh em. Cái body này của chủ trước là đã có sơn lại nè, anh em coi dáng xa bát ha, rất là đẹp. Body sơn lại thì cũng còn rất ok, cái cần mà nhìn cái cần này chất lượng luôn. Khóa nè anh em coi là made in Japan nè. À, khóa mắc in Japan đàng hoàng nha. Tuy chỉnh cần nằm dưới ha, điểm fresh còn rất là ok. Cây Zabat, cây này sao rất là nổ và lực nha. Cây này là cây 13, mình xin bán cái giá cây 13, giá này là 2.700.000 cho cây này nha nè. 2.700.000 cho cây mắc in Japan nha. Cây rất là ok nha, 2.700.000 cho cây này. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên một dáng này là dáng cây Webster. Cây này giống như là dáng nhỏ gọn 3/4 vậy đó. Cây này thích hợp hiệu mấy bạn nữ đâu hay gì chơi cũng rất ok. Nhưng mà đây, nhưng mà cái body của nó là chủ trước muốn chơi theo nó hơi là cá tính một xíu ha, dùng lấy báo dán lên rồi này kia thôi. Thì anh em cái này về muốn ấy thì mình decal lại thôi. Em mua đề can anh em có thể dán, mình không có lọt qua mấy cái này để nguyên riêng nguyên thủy vậy luôn. Đó, anh em về anh em mở ra dán cái đề can là cái muốn màu gì hả gì, ra ngoài mấy tiệm sửa xe rồi hay gì dán đề can mình. Cái body này
mình nghĩ dán tầm 100.000 là hết lốc cho cái body này ha. Đây em coi cái cây này thì rất là ok nha. Cây này là Vester Mavic nè, anh em thấy cái khóa phía sau nó là Goto Made in Japan ha. Ở đây nó có một cái nó bị, cái này vẫn sử dụng bình thường nhưng mà nó bị nắp, mất cái nắp ngoài thôi anh em. Còn ngay đây là anh em thấy nó vẫn là Goto Made in Japan nha. Cây này rất chất lượng, sao cây này nè rất là dày luôn, nổ cây này luôn. Lúc trước mình có một cái cây mình đã bán rồi, cũng là Vester này nè, cái dòng mà cần đây là liền luôn, không có nói là chạm thấy giữa nè. Đó, anh em thấy cây này rất là ok. Đây, dán nhỏ gọn. Mà cây này chỉ việc cả là cái body mình phải về mình custom bằng máy để như thế này nó cũng rất là đặc trưng ha. Đây, phía sau này anh em thấy là Vester. Đây, có mã rồi mày đầy đủ cho mình luôn ha. Cây này cây số 14, mình xin bán với giá cây này là 2 triệu nha anh em. 14. Đây, cái body này là 2 triệu. Đây. Cây này anh em tập luyện nam là nữ thôi hay gì, dáng cũng rất là nhỏ gọn, tập luyện nó ok. Rồi, cảm ơn anh em. Thì mình đã lên cho anh em tầm khoảng mười mấy cây đó. Thì anh em thích cây nào thì chỉ cần là nói mình là liên hệ mình sẽ có số điện thoại, mình để số điện thoại của mình là 0912530782 ha. Thì mình ship hàng toàn quốc hết. Cái giá của mình bán là chỉ bao gồm cây đàn thôi anh em ạ, và setup mọi cái chỉnh chuông hết. Dây phím fresh hay là volume này kia sẽ setup cho anh em ok hết. Còn anh em muốn mà lấy bao hay gì thì thêm 100.000, lấy dắt 3 mét thì thêm 100 giùm mình. Nếu anh em chuyển khoản thì mình free ship trên toàn quốc ha. Mình sẽ nhắc lại, anh em chuyển khoản mình free ship. Còn nếu anh em chọn hình thức ship code, nhận hàng thanh toán thì free ship anh em chịu nha. Rồi, có gì mọi chi tiết anh em xin liên hệ mình. Cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn anh em về những clip sau. Mình sẽ lên những cái cây về bass hay về guitar, sẽ còn rất là nhiều cây mà anh em ủng hộ nha. Cho mình nếu thấy hay sẽ cho mình một like, subscribe, chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn anh em.